Đây mà cách mà giúp tôi có trở nên có nhiều khách hàng hơn khi mà kinh doanh trong lĩnh vực spa của mình. Tôi biết rằng có rất là nhiều người khi mà chúng ta bắt đầu trong lĩnh vực kinh doanh spa ấy, chúng ta không có khách hàng. Có rất là nhiều các cơ sở khi mà nhân viên thì ngồi chơi dài rất là lâu nhưng mà khách hàng thì không có. Thế thì làm sao mà để mà chúng ta có khách hàng để mà trong cái hoạt động kinh doanh chúng ta, để mà chúng ta có nên trở nên có nhiều lợi nhuận hơn. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái phễu kinh doanh này. Thế thì để mà chúng ta có rất là nhiều người khi mà chúng ta sai lầm ở cái chỗ là chúng ta chạy quảng cáo ấy, nhưng mà tại sao mà nó không có khách hàng? Bởi vì thường là chúng ta chạy quảng cáo ở những cái dịch vụ ở dưới này. Ở đây chúng ta trong cái phễu này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái dạng dịch vụ. Thứ nhất, cái sản phẩm ở trên cùng ấy, đó là cái sản phẩm miễn phí và có giá trị cao. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm nữa, đó là cái sản phẩm mà chào hàng điên rồ. Và cái sản phẩm thứ ba là cái sản phẩm lõi, và cái sản phẩm cuối cùng đó là cái sản phẩm giá trị cao. Thế thì cái sai lầm của mọi người khi mọi người bước chân vào kinh doanh ấy, và đặc biệt khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta bế tắc không biết làm sao để mà có khách hàng, lúc đấy chúng ta bắt đầu chúng ta thuê chạy quảng cáo. Và khi mà chúng ta thuê chạy quảng cáo, chúng ta thường sử dụng những cái sản phẩm mà chúng ta, những cái sản phẩm mà chúng ta đang còn điều trị tại cơ sở của mình ấy, để mà chúng ta sử dụng nó để chạy quảng cáo. Chẳng hạn như chúng ta có một cái dịch vụ liệu trình điều trị nám chẳng hạn. Một liệu trình điều trị nám thường chúng ta có thể là chạy là 15 triệu giảm giá còn tầm khoảng cỡ 10 triệu hay là 7 triệu rưỡi, 8 triệu như thế. Nhưng nếu như mà khách hàng người ta chưa tin mình, người ta chưa có những cái trải nghiệm của mình ấy, thì kể cả có 1 hay 2 triệu người ta cũng rất là khó để mà người ta có thể quyết định người ta mua. Vì thứ nhất, tiền bạc nó là một phần. Cái thứ hai là người ta phải trao cái khuôn mặt của mình người ta cho mình để người ta điều trị. Cái thứ ba nữa là người ta cũng sẽ phải mất rất là nhiều thời gian nữa. Thì đấy là cái mà chúng ta trong cái lĩnh vực này ấy, người ta sẽ phải có một cái chúng ta gọi là cái kinh doanh bán niềm tin. Khi mà người ta tin tưởng mình rồi ấy, thì bao nhiêu tiền nó cũng dễ, nhưng mà khi mà người ta chưa tin mình thì rẻ bao nhiêu người ta cũng không mua. Thì cái mà để mà chúng ta tạo ra cho khách hàng có cái niềm tin chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ phải đi từng cái bước một, và chúng ta sẽ phải có một cái phễu hệ thống giá trị như thế này. Thế là cái mà đầu tiên ấy, mà để cho khách hàng đến với chúng ta, thì chúng ta phải có một cái sản phẩm, nó gọi là cái sản phẩm miễn phí và giá trị rất là cao. Thế thì thường ở một số các cơ sở chúng ta có thể là có những cái sản phẩm miễn phí giá trị cao này, hoặc chúng ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm mà chào hàng điên rồ này luôn. Sản phẩm miễn phí giá trị cao này có thể là, ví dụ như tôi đây, chính là những cái kênh video, cái video trên YouTube, hoặc là chúng ta sẽ có những cái buổi mà chẳng hạn tại cơ sở spa chúng ta có những cái buổi mà chăm sóc da miễn phí chẳng hạn. Chúng ta có thể là cho tặng cho khách hàng tầm khoảng cỡ 2-3 buổi chăm sóc da miễn phí, hoặc là 3 buổi bắn laser toning để trẻ hóa da. Thì đấy chính là cái mà chúng ta sẽ có những sản phẩm mà miễn phí giá trị cao. Hoặc là có một số những cơ sở là người ta tặng một cái dịch vụ gì đấy, người ta làm tặng luôn cái dịch vụ là triệt lông nách chẳng hạn. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ có một sản phẩm miễn phí giá trị cao. Nhưng mà mọi người ấy, mọi người phải nhớ là cái sản phẩm này ấy, nó phải có giá trị thực của nó, tức là nó phải có hiệu quả. Chứ còn nếu như mà nó không có hiệu quả ấy, thì khi mà người ta vào đây ấy, người ta sẽ mất lòng tin của chúng ta. Và sau khi mà chúng ta sẽ có một cái sản phẩm miễn phí giá trị cao này, và khách hàng đến với chúng ta, cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho cái việc mà khách hàng dễ dàng đến với chúng ta hơn. Bởi vì người ta sẽ không có một cái rủi ro gì trong đấy. Khi người ta đến, người ta làm miễn phí, kể cả người có tiền, người giàu hay là người nghèo, người ta vẫn là muốn làm một cái dịch vụ nào đấy miễn phí. Và khi mà người ta đến với chúng ta như thế thì người ta sẽ không có một cái rủi ro nào cả. Và khi mà người ta không có rủi ro ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà chào hàng điên rồ luôn. Cái sản phẩm chào hàng điên rồ thì thường chúng ta sẽ lấy cái mức giá nó quân bình ấy, để mà một người mà chúng ta quyết định đưa ra một cái mua hàng mà chúng ta không cần phải suy nghĩ đắn đo ấy, là nó sẽ tương đương với một cái ngày lương của người ta. Khi mà người ta tiêu một cái gì đấy khoảng trong vòng một cái ngày lương của người ta, chẳng hạn như người ta mà có một cái mức thu nhập tầm khoảng cỡ 10 triệu một tháng, thì cái việc mà người ta mua một cái sản phẩm tầm khoảng cỡ 300.000 thì nó rất là dễ dàng để người ta đưa ra cái quyết định người ta mua cái sản phẩm đấy. Bởi vì kể cả nó có không được đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Thì đấy là cái tâm lý, người ta sẽ phân tích cái tâm lý của người ta như thế. Thì quay lại là chúng ta sẽ đánh vào phân khúc khách hàng nào. Chúng ta có thể là đánh vào phân khúc khách hàng tầm thấp hay là khách hàng tầm cao. Thì đối với những khách hàng tầm trung chẳng hạn, thì chúng ta có thể là chào những cái sản phẩm mà có cái giá tầm khoảng 500.000. Thế thì cái sản phẩm này nó phải là thật là điên rồ. Tức là khách hàng người ta, thứ nhất là cái số tiền nó phải là ít cái đã. Cái thứ hai nữa là khi mà người ta mua ấy, người ta cũng phải có những cái kết quả rất là cao. Chẳng hạn như là tôi có những cái sản phẩm mà chào hàng điên rồ ở đây là xóa sạch nếp nhăn ở vùng hai bên thái dương chỉ với có 500.000 thôi. Rõ ràng chúng ta sẽ có một cái sản phẩm như thế, bình thường nó rơi tầm khoảng 3 triệu đến 4 triệu cho một cái liệu trình xóa sạch nếp nhăn ở hai bên thái dương này. Nhưng mà chúng ta sẽ chào hàng nó với cái giá là tầm 500.000. Thế thì cái việc mà khách hàng người ta sẽ rất dễ dàng để người ta quyết định người ta mua những cái sản phẩm như thế này, đặc biệt là những cái dịp mà chuẩn bị lễ Tết hay là những cái một cái sự kiện nào đấy. Và như thế thì chẳng hạn như một cái dịch vụ mà tôi muốn xóa nhăn ở vùng hai bên thái dương này bằng cái Botox chẳng hạn, thì đối với phương pháp đấy chỉ cần có 3 ngày thôi, 3 ngày là xóa sạch hoàn toàn nếp nhăn này. Và lúc đấy chúng ta có thể là sử dụng cái sản phẩm. Đối với một số cái Botox thì cái cốt của nó không cao. Nếu như các bạn đi sâu vào, các bạn sẽ thấy là cái cốt của nó không cao. Và chúng ta có thể sẵn sàng là chúng ta làm với một cái mức giá rơi tầm 500.000. Thì đây chính là cái để mà chúng ta có một sản phẩm chào hàng điên rồ. Hay là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà tiêm căng bóng để xóa sạch nếp nhăn ở vùng dưới mắt này.
Thế thì để mà tiêm căng bóng, xóa sạch hết nếp nhăn ở vùng dưới mắt này, chúng ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm mà có chứa thành phần là hyaluronic acid. Thì chúng ta tiêm vào, thì chúng ta cũng có thể là chào hàng với cái mức giá là tầm 500.000. Thì để mà cái việc mà khách hàng đưa ra một cái quyết định là 500.000 để mà xóa sạch nếp nhăn ở chỗ này, hoặc là 500.000 để mà xóa sạch nếp nhăn ở chỗ này, thì người ta sẽ dễ dàng hơn. Và đặc biệt nếu như các bạn có thêm một cái yếu tố nữa là chúng ta có thể cam kết cho khách hàng, nếu như mà không đảm bảo được như thế, không xóa sạch được nếp nhăn, thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền. Thì lúc đấy thì gần như khách hàng người ta sẽ không có một cái rủi ro gì nữa, thì lúc đấy người ta sẽ dễ dàng để người ta mua cái mua cái sản phẩm này hơn. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải bán thêm cho khách hàng một cái lần nữa. Chúng ta sẽ phải bán cho khách hàng như này, bởi vì nó sẽ có một cái trong cái tâm lý của cái việc mà chúng ta mua hàng ấy, nó sẽ có cái là cái quan trọng là cái khách hàng mà khi mà bắt đầu mua cái lần, khách hàng mua từ lần 2 sang lần 3 nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với khách hàng mà mua từ lần 1 sang lần 2. Ví dụ như khách hàng đến với chúng ta ấy, để mà có một khách hàng đến với chúng ta ở cái đoạn này này là rất là khó rồi. Và sau khi mà để người ta đến chỗ này ấy, người ta mua thêm một lần nữa, thì cái quá trình này chính là cái quá trình cực kỳ khó luôn. Để mà người ta quyết định người ta mua thêm một cái sản phẩm một lần nữa thì rất là khó. Nên chúng ta phải có một cái sản phẩm mà chào hàng thật là điên rồ vào. Tức là khách hàng phải là thực sự người ta phải rất là lợi ở trong đấy, người ta có lợi ở trong đấy thì người ta mới quyết định người ta mua hàng. Nhưng khi mà người ta đã mua đến lần 2 ấy, lúc đấy nó sẽ tạo ra cho khách hàng một cái thói quen mua hàng. Và lúc đấy người ta sẽ mua ra cái lần 3 ấy, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì lúc đấy chúng ta mới có thể là bán sang những sản phẩm mà ở cái chỗ lần 3 này. Thì thường những cái sản phẩm ở lần 3 này thì tôi có thể là chẳng hạn như chúng ta có thể là tiêm xóa nhăn ở vùng này hai bên này với giá 500.000, thì sau đó chúng ta có thể là xuống cái sản phẩm lõi này, chúng ta có thể là bán cái liệu trình mà xóa nhăn ở toàn bộ mặt chẳng hạn với giá tầm 1.5 triệu cho đến 2 triệu gì đấy. Thì lúc này thì cái khả năng người ta mua nó sẽ dễ dàng hơn để mà chúng ta có thể là xử lý ở toàn bộ như này. Hay là chúng ta có thể là tiêm xóa nhăn ở vùng bọng mắt này với giá 500.000, thì chúng ta cũng có thể là bán thêm cho khách hàng một liệu trình là tiêm căng bóng toàn bộ mặt với cái giá tầm 1.5 triệu 2 triệu. Thì đấy chính là cái sản phẩm lõi chúng ta. Nhưng mà nếu như mọi người dùng cái sản phẩm lõi này, mọi người chạy quảng cáo từ ban đầu ấy, thì rất là khó khăn để mà khách hàng có thể là mua cái sản phẩm lõi này. Và sau khi mà cái sản phẩm lõi này và khách hàng người ta bắt đầu người ta duy trì của chúng ta rồi, người ta mua cái sản phẩm này rồi, và khi mà mua sản phẩm này rồi, chúng ta sẽ nên có một cái sản phẩm nữa, nó gọi là cái sản phẩm liên tục. Cái sản phẩm mà liên tục ở đây, và thường những sản phẩm liên tục này chúng ta có thể là bán để cho những sản phẩm mà khách hàng về, hoặc là chúng ta có thể là bán khi mà khách hàng đến mua một cái liệu trình mà trẻ hóa da toàn bộ mặt, tiêm căng bóng toàn bộ mặt, hay là người ta tiêm xóa nhăn toàn bộ mặt này, chúng ta có thể là bán cho người ta một cái gói gọi là gói chăm sóc da một năm chẳng hạn. Thì chúng ta có thể là bán cái gói chăm sóc da một năm như này, và làm sao mà để cho khách hàng cũng cảm thấy là người ta có cái lợi, có lãi ở trong đấy. Thì lúc đấy thì lúc mà bắt đầu người ta đi với mình liên tục rồi ấy, thì cái sản phẩm giá trị cao này lúc này chúng ta mới dễ dàng để chúng ta bán. Và cái sản phẩm giá trị cao này lúc đấy chúng ta có thể là bán một cái sản phẩm là hai phu, hay là chúng ta có thể căng da mặt, hay là tất cả những sản phẩm ở dưới này nó có thể là lên đến tầm 15 đến 20 triệu thì chúng ta mới bán được. Thì đấy chính là cái cách để mà chúng ta làm. Nhưng mà cái sai lầm của mọi người ấy là chúng ta mua được một cái máy hai phu về, chúng ta chạy quảng cáo cái sản phẩm này luôn, thì rất là khó để mà khách hàng người ta có thể quyết định mua, bỏ ra một số tiền lớn như thế để người ta mua cái dịch vụ này. Nên là khi mà chúng ta làm, chúng ta sẽ phải đi từng cái bước này. Và khi mà chúng ta đi từng bước này, nó sẽ có một cái tỷ lệ chuyển đổi. Không phải là 10 người mua cái sản phẩm này và xuống ở dưới này cả, mà nó sẽ có một cái tỷ lệ chuyển đổi. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có ở trên này 100 người mua sản phẩm trên này, thì chỉ có tầm 30 người mua cái sản phẩm dưới này thôi. Tức thường cái tỷ lệ chuyển đổi nó rơi tầm khoảng 30%. Đấy là đối với cái sản phẩm của tôi, thường tôi hay làm như thế. Ở trên này mà rơi tầm khoảng cái giai đoạn này nó rơi tầm khoảng 30%. Sau đó thì từ cái này xuống dưới này nó sẽ rơi tầm khoảng 30% nữa, 30-40% nữa. Tức là ở đây mà 30 người chẳng hạn thì xuống dưới này chỉ cần có 89 người thôi. 89 người. Và 89 người xuống dưới này nó chỉ còn có 2 người nữa. 2 người nó mua cái sản phẩm dưới này. Thì đấy chính là cái để mà chúng ta có một cái công thức là đi từng cái nấc thang giá trị của khách hàng. Và nên là cái, và chúng ta sẽ phải có một cái nữa là rất là quan trọng ấy, là cái số lượng mà người để mà vào cái chỗ này này nó phải rất là lớn thì nó mới có một cái tỷ lệ chuyển đổi. Thì thường là rất là nhiều người khi mà tôi chia sẻ cho các bạn về cái cách làm như thế này, sau đó thì các bạn về cũng làm một cái sản phẩm miễn phí giá trị cao, nhưng vấn đề là sau đó thì khi mà người ta đến, người ta làm miễn phí, người ta không mua thêm cái sản phẩm mới nữa, người ta không mua xuống dưới này nữa, và các bạn bảo là cái phương pháp này nó không có hiệu quả, bởi vì cái số lượng này nó không đủ lớn để mà nó tạo ra một tỷ lệ chuyển đổi. Thường khi mà chúng ta chỉ đăng lên mỗi cái trang cá nhân của chúng ta, và nếu như các bạn thử nhìn lại xem cái trang cá nhân của mình là có bao nhiêu lượt follow rồi, có thể là rơi tầm khoảng cỡ 1.000-2.000 chẳng hạn. Thì với cái lượng như thế thì khi mà chúng ta đăng một cái bài này thì có bao nhiêu người tiếp cận, bao nhiêu người biết đến cái sản phẩm miễn phí này, và ở trên này nó chỉ có rơi vào tầm khoảng cỡ 8-9 người thôi chẳng hạn. Và 89 người là có khi là nhiều ấy. Có rất là nhiều người khi mà chúng ta đăng một cái sản phẩm miễn phí nó chỉ rơi tầm khoảng 3-4 người. Và 3-4 người mà khi mà chuyển sang giới này ấy, thì lúc đấy cái số lượng nó không đủ để nó tạo ra 1-2 người giới này. Và khi mà tạo ra không, có thể là có một người mua đây, và khi mà một người đây thì xuống giới này nó không còn tỷ lệ chuyển đổi nữa. Nên là cái số lượng ở trên này nó phải rất là lớn. Và để mà nó lớn như thế ấy, thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ phải có, chúng ta đăng lên những cái những cái trang của chúng ta, chúng ta có chia sẻ lên những cái cộng đồng của chúng ta, chẳng hạn như cái trang cá nhân của chúng ta chính là một trong những cái cộng đồng của chúng ta. Và những cái
cộng đồng đấy nó phải đủ lớn. Chẳng hạn như là đối với cái kênh trang cá nhân của tôi nó có rơi tầm khoảng cỡ hiện tại bây giờ là 12.000 người, cộng với cái page của tôi nó rơi tầm khoảng cỡ 27.000 người. Thế thì khi mà tôi đăng một cái sản phẩm miễn phí giá trị cao ấy thì cái số lượng nó đổ về nó rất là lớn. Nhưng mà kể cả nó lớn như thế thì tôi vẫn phải bỏ tiền ra để mà chạy quảng cáo cái bài viết này. Là chúng ta phải bỏ tiền ra để mà chạy quảng cáo cái bài miễn phí giá trị cao này thì lúc đấy nó mới kéo được cái data, nó mới đủ lớn được. Và khi mà cái số lượng này nó phải đến là hàng trăm người cơ thì nó mới bắt đầu nó chuyển đổi xuống như thế này, thì nó mới cho chúng ta cái số lượng nó nhiều như thế này. Thì cả một cái quá trình này thì chúng ta mới biết được là cái lượng khách, cái tỷ lệ chuyển đổi như thế nào. Và sau từng cái tỷ lệ chuyển đổi đấy chúng ta sẽ biết là làm sao để mà là có cái cách nào để mà tăng cái tỷ lệ chuyển đổi từ cái này sang cái này hay không. Làm sao có cái cách nào? Thế thì chúng ta có thể là những cái lần đầu tiên chúng ta làm ấy, tỷ lệ chuyển đổi của cái này sang cái này nó chỉ có 10% thôi. Chẳng hạn như có 100 người đến nó chỉ có 10 người mua cái này thôi. Thì chúng ta sẽ phải xem là có cách nào để tăng cái tỷ lệ chuyển đổi đấy hay không. Thế thì khi mà chúng ta tăng tỷ lệ chuyển đổi, chúng ta có thể là thay thế cái dịch vụ này bằng một dịch vụ khác nào chẳng hạn. Hoặc là cái giá của nó chúng ta có thể là giảm đi một chút. Thế thì đấy chính là cái để mà chúng ta biết được là để mà làm sao mà tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi này, và chúng ta phải làm, chúng ta phải thử nghiệm thì nó mới chuyển xuống được cái này, và từ cái này chúng ta mới chuyển xuống được ở bên cái giới này. Thì đấy chính là cái quá trình mà chúng ta làm và chúng ta phải thử nghiệm. Nhưng một cái điều rất là quan trọng ấy là cái chỗ này này nó phải cái số lượng nó rất là lớn. Và khi mà cái số lượng lớn ấy thì khi mà chúng ta làm cái này ấy, chúng ta sẽ phải, thứ nhất là chúng ta phải cho tiền vào, bắt buộc khi mà tại thời điểm hiện tại mọi người sẽ phải dùng quảng cáo để mà chúng ta tiếp cận. Nếu như cái trang cá nhân của các bạn mà số lượng nó lớn rồi ấy thì không sao, nhưng mà nếu mà chưa đủ ấy thì chúng ta sẽ phải dùng tiền để mà chúng ta tiếp cận cái những cái bài này. Và thường những cái sản phẩm đầu tiên đến như này thì chúng ta sẽ là bị lỗ ở ngay cái giai đoạn này. Chúng ta sẽ bị lỗ cái này. Nhưng mà khi những cái người này người ta đến và người ta sẽ tiếp tục người ta mua cái sản phẩm này ấy, thì lúc đấy chúng ta bắt đầu chúng ta hòa vốn ở cái chỗ này. Và khi mà hòa vốn chỗ này thì ở cái giới này mới là cái sản phẩm lãi của chúng ta. Nên là nhiều người chúng ta không biết được cái điều này. Đây thì người ta gọi là cái LVC. LVC là giá trị trọn đời của một khách hàng, là từ trên này xuống dưới này. Và khi mà chúng ta bán được những sản phẩm dưới này ấy, thì lúc đấy nó mới tạo ra doanh số lớn cho chúng ta được. Còn nếu như mà các bạn chỉ bán ở những cái trên này không, nên là trước khi mà chúng ta đưa ra một cái dịch vụ nào đấy mà chạy quảng cáo, chúng ta phải dự kiến là chúng ta sẽ bán cái gì ở bên dưới này. Từ cái trên này chúng ta sẽ có sản phẩm nào để bán ở dưới này. Sau cái dưới này chúng ta sẽ bán tiếp cái gì dưới này. Nếu ở đây mà chúng ta bán luôn cái này thì rất là khó để mà chúng ta bán. Chúng ta có thể là trưng bày để người ta có thể là tham khảo, người ta hỏi. Nhưng mà để mà chúng ta chốt sale ấy thì từ cái này chúng ta sẽ bán xuống cái này thôi. Từ một cái miễn phí chúng ta bán một cái 500.000, từ cái 500.000 chúng ta bán một cái 1.5 triệu đến 2 triệu, rồi từ cái 1 triệu rưỡi đến 2 triệu chúng ta mới bắt đầu bán lên cái 15 đến 20 triệu. Thì lúc đấy nó mới dễ dàng để mà chúng ta chốt sale được, chứ không phải là chúng ta tự dưng mà chúng ta bán cái này nhảy xuống cái này luôn. Thì đấy là một trong những cái lưu ý mà khi mà tôi bắt đầu tôi áp dụng và tôi thấy nó khá là hiệu quả khi mà tôi tạo ra những cái sản phẩm. Và chúng ta phải có những cái sản phẩm nó gọi là miễn phí và giá trị rất là cao, và chúng ta dùng những sản phẩm này để mà chúng ta kéo khách hàng về với chúng ta. Và nó có thể là khi mà những cái lần đầu tiên chúng ta làm nó không có lợi nhuận đâu, nhưng mà chúng ta sẽ có cái thứ nhất là cái data khách hàng này chúng ta sẽ có. Ví dụ như 100 người này đúng không ạ? 100 người này mà người ta đến sử dụng sản phẩm miễn phí giá trị cao thì có thể là chỉ có 10% là mua sản phẩm này của chúng ta. 10% thì 90% còn lại thì người ta cũng đã vào trong cái data của chúng ta rồi, chúng ta đã có danh sách của người ta rồi. Và sau đấy thì chúng ta có thể là chào thêm một cái sản phẩm khác nữa để mà tăng cái khả năng mà mua hàng lại. Đấy chính là cái mà chúng ta có thể là chăm sóc khách hàng. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta dùng những sản phẩm miễn phí giá trị cao rồi này, và chúng ta có 100 người đấy này, thế thì 100 người đấy này có thể có 10 người mua, nhưng mà 90 người còn lại người ta khi mà người ta dùng những sản phẩm miễn phí của mình, nhưng mọi người sẽ phải nhớ là giá trị nó phải cao, tức là nó phải có hiệu quả. Thì khi mà 90 người này ấy, người ta dùng những sản phẩm mà có hiệu quả như thế, người ta cũng sẽ nói tốt về mình. Người ta cũng sẽ nói tốt về mình, và chúng ta có thể là, một là người ta tự người ta nói, hai là chúng ta có thể là xin cái review người ta, chúng ta có thể là nhắn tin cho người ta để xem cái tình trạng như thế nào. Thì đấy chính là cái để mà chúng ta có thể là có một cái data, cái hình ảnh. Và đặc biệt là khi mà cái số lượng này người ta đến cùng một lúc rất là đông như thế thì chúng ta có thể là có những hình ảnh và cái cơ sở chúng ta rất là đông khách. Thì đấy chính là cái lợi ích của chúng ta tạo ra những cái sản phẩm mà miễn phí giá trị cao như thế này. Thế thì chẳng hạn như là bây giờ tại thời điểm hiện tại là thời điểm mà giáp Tết rồi. Ví dụ như cách mà tôi làm như thế này, tôi có thể là từ cái sản phẩm miễn phí giá trị cao, hoặc tôi dùng cái sản phẩm chào hàng điên rồ này để tôi chạy luôn. Tôi dùng những sản phẩm mà giá 500.000 để mà xóa sạch nếp nhăn hai bên mắt này để tôi chạy luôn. Và khi mà tôi dùng cái phương pháp này ấy thì cái sản phẩm này tôi chạy ấy, thì lúc đấy thì mục tiêu của mình ấy là có thể là hòa vốn thôi, hòa vốn chỗ này. Hoặc chúng ta có thể là tặng một cái dịch vụ là chăm sóc da trên này, chăm sóc da miễn phí, 3 buổi chăm sóc da miễn phí để bán thêm cái này. Hoặc là chúng ta chạy quảng cáo cái bài là xóa nhăn vùng đuôi mắt với giá 500.000. Vì nếu như cái bài này mà mọi người chạy miễn phí ấy thì thường nó sẽ kéo những cái khách hàng mà rác về với chúng ta, bởi vì cái sản phẩm này rất là hot.
Thì nếu như chúng ta miễn phí thì nó sẽ kéo những người mà người ta chỉ đến để mà làm miễn phí thôi. Thì đấy một trong những cái lưu ý mọi người. Thế thì những cái dịch vụ mà liên quan đến những cái ngày Tết này thì có ở những video tiếp theo. Một cái video sau thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn nên sử dụng những sản phẩm nào để làm sản phẩm miễn phí hay là sản phẩm chào hàng liên rồ. Thì các bạn có thể là follow theo cái kênh YouTube này để chúng ta có thể là biết thêm những video tiếp theo. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.